cậu. Đang dạy cho ba chú. Đúng rồi, chú hai cậu, cậu đi đâu ấy? Chú hai bán cho cháu khoảng 10 cân cậu về ạ. Được rồi, chú cháu xuống đây đi, chú hai đúng không? Cháu đứng ra lên để chú ném chú cho nhạc nhá. Cháu nhạc trong chưa để chú cháu đi ra để chờ chú ném xuống cho nhạc nhảy. Vâng. Đây nhá. Cháu tính ra chú ném nhá. Vâng ạ. Cháu có lấy thêm nữa không? Dạ, chú cứ hái đi, cháu lấy nhiều đấy chú ạ. À, thế chú hái nốt của ngày ấy nhá. Vâng. Dốc của chú sang được. Cháu ơi, cháu tránh ra để chú ném này. Vâng.
bánh ra để chú ném nhá. Vâng. Cháu hái nhiều phết này nhỉ? À. Để chú họ hái giúp nhá. À. Chú hái cho cháu anh hái. Còn năm nay nhà chú sai nhà chú nhỉ? Ừ, được mỗi một cây thôi cháu. Vâng. À, cây này quả ngon lắm. Vâng ạ. Về mà cháu ổn không ngon thì cháu mang giải chú đây. Ôi giời, 100% là ngon rồi. Vâng. Đây, cỏ này cùi dài cơ. Vâng ạ. Mánh túi này để chú đổ vào này. Cho nó cân này, được bao cân này? À. Để cân lên. Để này. Này phải hơn Yến rồi. Đây cháu ra nhìn cân xem được bao cân nào. 5 cân ạ. Này 5 cân à. Cân được cân nước cái này nhá. Đây là 4.8 cháu ạ. Vâng. Thế của cháu hết bao nhiêu tiền đấy chú? À, thì chỗ này là cái kia 5 cân, cái này là 4 cân 8 thì thôi, chú lấy 4 cân rưỡi nhá. Vâng. Thế tổng cộng là 9 cân rưỡi thì cháu lấy 10.000 một cân. Vâng. Là 95.000. Vâng. Cháu gửi chú ạ. À, chú xin nhá, vâng. Chú trả lại tiền thừa. Đây nhá, của cháu ơi. Chú ơi, chú đúc vào bà của cháu đấy ạ. Thế đây, chú đúc vào nhá, xong rồi chú nhấc lên hai cháu mình về. Chú nhấc cái vai ở nhà anh. Chú nhấc cái vai của cháu nhá. Vâng. Về nhá. Vâng ạ. Chú cháu buôn may bán đất nhá. Vâng ạ. Cháu chào chú cháu về. Chú cho cháu nhá.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sâu nhận làm con dâu nhá. Đi chợ sớm bên này nhận làm con dâu từ bây giờ đấy. Mẹ không ho ăn thì mẹ nó. Ôi trời, đọc ho. Đi đọc. Đọc gì đọc ho kệ ho. Bà bốc đi, cái gì phải nhặt, nó giống nhau mà. Giống nhau mà. Cùng một cây mà. Cái nửa cân á. Thế là mình mua 5 cân đậu phèo và được bình thường. Đuôi trong gắn như nơi khoảng, kích thước trọng lượng.